Xin chào quý vị bà con. Dự báo trong ngày mai 22 tháng 6, khu vực Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ và có nơi là trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho tới 65%. Dự báo từ ngày 23 tháng 6, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh nên cường độ và diễn mưa tại các tỉnh miền Bắc sẽ mở rộng và gia tăng. Mưa vừa có nơi có mưa to đến rất to. Mưa rông mạnh rất dễ đi kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá cùng với gió giật mạnh. Người dân nên hết sức đề phòng. Nhờ có mưa nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm, nắng nóng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 có xu hướng giảm mưa bởi gió Tây Nam suy giảm về cường độ. Thời gian mưa lui về cuối ngày, còn ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều tại Tây Nguyên có thể đạt ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 32 cho đến 35 độ. Thưa bà con, trồng hành lá vào thời điểm mùa mưa như hiện nay tại các tỉnh thành phía Nam sẽ gặp dịch hại nhiều, nhất là bệnh đốm lá, khi mưa lớn thường gây ra việc ngập úng nước. Do đó, bà con cần phải chú ý một số biện pháp chính như sau. Chọn đất có bờ cao hoặc là ruộng không bị ngập nước, bà con nên kết hợp bón lót phân chuồng hoai mực hoặc là phân hữu cơ sinh học và bón vôi từ 20 đến 30 kg cho 1.000 m2, đồng thời tăng lượng phân lân cho đất nhằm khử chua và tăng độ phì. Trong mùa mưa, bà con nên trồng hành thưa hơn so với mùa nắng. Khoảng cách hàng là từ 30 đến 35 cm, cây cách cây là từ 25 cho tới 30 cm. Sử dụng rơm dạ để phủ lên liếp, dùng chày có đầu nhọn tỉa lỗ với độ sâu là từ 2 đến 3 cm rồi cấy hành. Khi mưa nhiều, tuyệt đối là không nên dùng các chất kích thích sinh trưởng để kích thích rễ, chỉ nên dùng các sản phẩm hữu cơ, sinh học giúp tăng cường bộ rễ, giúp rễ phát triển tốt và khỏe mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin Thời tiết Nông Phủ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại.